Rồi. Bánh ngắn này, lắp vào bánh răng 2 tầng này, có cái chốt định vị này. Lắp xong rồi gọi đồng nát. Đảm bảo người lắp mà không chạy. Xong lấy tiếp cái gì? Bạc căn. Đi chưa? Đi anh. Đi đi thôi anh đi. Lắp BT. Đầu tiên là trục là phải lắp BT trước rồi. BT là mã 51104P6. 2 vòng bi đũa này. Thôi anh đi anh nhờ, anh đi. Đây là bánh quả dứa và bánh răng 2 tầng này, bạc căn này. Bộ khóa. Rim khóa. Xong. Thôi. Mình lắp cái bộ này lại. Số vị trí lắp là lỗ phía dưới này. Đây nó là lỗ phía dưới này. Khi lắp vào nhớ là vị trí cái chốt định vị này là nó hướng 12 giờ. Mình sẽ phải căn nó lên hướng 12 giờ. Và bây giờ sẽ cùng ép lại. Ở đây.